cộng đồng tại Việt Nam. Đây là buổi phát thanh xã Lợi Hải, bà con và các bạn thân mến. Đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm để tìm hiểu và thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ BRICS và Madrid Gator tài trợ đối với tổng kinh phí lên tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm từ 2011 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1138 TTR về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam. Dự án do quỹ